Sau 2 năm đại dịch Covid-19, giải đấu Asia Cross Country Rally 2022, viết tắt là AXCR 2022 đã quay trở lại từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11 tại Burinam, Thái Lan và kết thúc tại Angkor Wat, Campuchia. Giải đua quy tụ 54 đội bao gồm mô tô và ô tô đến từ các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam. Việt Nam có hai đại diện bao gồm đội đua AK Racing sử dụng chiếc Mitsubishi Triton và một đội đua nữa của idol Hải Ca, một người mình cũng rất là hâm mộ trong giới làm xe và chơi xe. Mê xe may mắn có cơ hội được sang Thái Lan cùng với AK Racing để theo dõi AXCR năm nay. Mời anh em theo chân chúng tôi cảm nhận không khí của giải đua này cũng như là tìm hiểu sâu hơn về chiếc Mitsubishi Triton của đội đua Việt Nam. Cung đường đua thì rất là khắc nghiệt, có nhiều đoạn tốc độ có thể đẩy lên khoảng 140 km/h. Đây là phân khích lần đầu tiên mình ngồi làm co-driver. Gán được thứ hạng cao nhất thôi, nhưng mà cũng không có chắc chắn được điều gì hết. Lều service đặt cạnh trường đua Trang Arena và sân vận động Burinam United. Đây là điểm tập trung của các đội đua trước khi tham dự giải đấu, cũng như là khu sửa chữa bảo dưỡng sau mỗi chặng đua. Buổi sáng, tất cả các đội thi đấu đều đang tất bật lắp đặt các trang thiết bị cần thiết để mang xe đi kiểm tra, xem có đạt tiêu chuẩn an toàn của Liên đoàn ô tô quốc tế FIA để được phép thi đấu hay không. Sau khi kiểm tra thì hạng mục nào đạt sẽ được dán tem đạt chuẩn, nếu không thì sẽ phải bổ sung các hạng mục còn thiếu và kiểm tra lại lần thứ hai. Ví dụ như khung chống lật, bình cứu hỏa, đồ bảo hộ cho tay đua, mút bảo hộ tại các vị trí tay đua dễ va đập, nước uống trong xe, động cơ, chắn bùn, nước làm mát, nước rửa kính, ống thở, v.v. Đội đua AK Racing tiếp tục chọn chiếc Mitsubishi Triton để mang đi thi lần này là do xe có thể vận hành tốt trên nhiều địa hình khó như khoảng sáng gầm lớn, các góc tới, các góc thoát tối ưu. Theo chia sẻ của hai tay đua thì chiếc Triton đã phải độ lại hết gần 3 tỷ đồng và thời gian thi công mất 3 tháng để có được một chiếc xe toàn diện cả về hiệu năng lẫn độ bền bỉ. Có thể kể tới như phần cản trước được trang bị thêm móc khóa để giữ cản không bị rơi khi di chuyển vào cung đường xấu, trang bị thêm bộ lốp Toyo chuyên chạy địa hình, 8 cây phuộc thay vì 4 cây đến từ thương hiệu King, một thương hiệu luôn được các đội đua trong giải sử dụng vì có độ bền cao, đảm bảo sự ổn định khi di chuyển vào đường xấu, giúp các tay đua có thể kiểm soát và tăng tốc chiếc xe lên cao hơn. Bản thân chiếc Mitsubishi Triton có lợi thế là trọng lượng xe chỉ 1,9 tấn, nhẹ hơn hầu hết các đối thủ cũng như tỷ lệ phân bổ trước sau của xe cân đối, khiến cho tay đua có thể kiểm soát chiếc xe tốt hơn. Toàn bộ xe đã được bỏ hết các chi tiết không cần thiết để giảm trọng lượng và thêm một số các chi tiết để cân bằng trọng lượng trước sau của xe. Như ở phần thùng thì có thêm bộ lốp dự phòng này, có tời rời này, có kích lốp này. Phần nội thất cũng được loại bỏ các chi tiết không cần thiết, trang bị hai ghế đua có trọng lượng nhẹ, dây đai an toàn 6 điểm, khung chống lật, sàn xe, táp bi ốp thêm vật liệu nhôm. So với chiếc xe nguyên bản, chiếc Triton này nhẹ hơn khoảng 200 kg. Phía trước mặt lái phụ sẽ có các thiết bị đo khoảng cách cùng với các loại bút màu khác nhau để lái phụ sẽ đối chiếu trên máy đo so với roadbook để dẫn đường cho lái chính. Ngoài ra cũng sẽ có thêm các nút công tắc như là nút ngắt điện toàn bộ, nút gạt mưa liên tục để lái phụ thao tác thay cho lái chính. Nguyên bản chiếc Mitsubishi Triton sử dụng động cơ dầu 2.4 MiVec tăng áp cho công suất 181 mã lực và 430 Nm mô men xoắn đi cùng là hộp số 6 cấp. Nhưng để phù hợp với giải đấu thì chiếc xe này đã được tinh chỉnh thêm khoảng 10% công suất nhờ remap và độ thêm ống xả. Ngoài AK Racing thì cũng có thêm một số đội đua đáng chú ý cũng tham gia vào AXCR năm nay như là Mitsubishi Rallyart tham gia với 3 chiếc xe Triton với mục tiêu là đạt chức vô địch. Với đội hậu cần, đội kỹ thuật hùng mạnh, các xe đua gặp hỏng hóc là thay mới luôn. Đó là lý do tại sao mà Rallyart mang tới 3 chiếc xe đua để phục vụ cho giải lần này. Đội đua của Đài Loan tham gia với chiếc Toyota Hilux, hai tay đua là nữ trẻ, xinh, không có quá nhiều kiến thức về xe nhưng mà lái rất là cừ. Một người đã tham gia 10 năm rồi, một người tham gia 3 năm, là con của một ông bố và ông bố sẽ lo hết mọi thứ hậu cần và sửa chữa xe, còn hai cô con gái chỉ việc đua mà thôi.
Nhưng bên cạnh đó thì ông bố này cũng tham gia giải đua với hạng mục xe tải, cũng tới từ thương hiệu Mitsubishi luôn. Một tay đua người Nhật của đội Toyota Garu Racing Indonesia bị liệt chân do gặp tai nạn, nhưng tay đua này vẫn đam mê theo đuổi bộ môn đua xe. Và thay vì dùng chân để phanh và hay ga thì tay đua này sẽ vừa lái vừa phanh và ga hoàn toàn bằng tay luôn. Một số đội đua khác cũng rất mạnh và giàu có như là Isuzu Supan hay Raptor Thái Lan. Buổi chiều tất cả các đội sẽ có mặt tại khách sạn Moderna để tham gia họp báo và phát roadbook cũng như là nghe phổ biến về chặng leg không warm up diễn ra vào lúc 3 giờ chiều. Lái phụ sẽ vừa nghe phổ biến từ ban tổ chức cũng như sẽ vừa check roadbook để đánh dấu bằng các bút màu khác nhau để thể hiện hướng mà xe sẽ đi ở trên map như là rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng. Để qua đó thì phối hợp cùng với lái chính để điều hướng xe cũng như là tăng giảm tốc độ. Sau khi phổ biến cho tay đua sẽ đến phần họp báo dành cho media. Ban tổ chức có phát roadbook riêng cho media. Đường di chuyển cho media sẽ khác hoàn toàn và không được phép di chuyển vào phần đường thi của các tay đua. Ban tổ chức cũng dặn dò kỹ lưỡng để các bên media có thể chọn được điểm đứng tốt nhất phục vụ cho việc ghi hình. 3 giờ chiều của ngày thứ nhất, tất cả các đội tập trung tại lều service và di chuyển đến khu vực thi đấu. Bài thi warm up đầu tiên sẽ chạy quanh khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Buriram với độ dài khoảng 3 km. Địa hình ở đây là đường nhựa bằng phẳng và xen lẫn những khúc cua tay áo, đòi hỏi các tay đua phải xử lý tốt khi qua cua. Tuy đường đẹp nhưng có một đội đã mất lái và đâm xuống lề đường. AK Racing đã hoàn thành phần thi mà không gặp bất cứ khó khăn nào với thời gian là 2 phút 21 giây, kết thúc chặng ở vị trí 16 trên 31. 6 giờ chiều sau khi kết thúc chặng đua warm up, tất cả các đội quay trở lại lều service và nhận roadbook cho chặng ngày mai cũng như nhận kết quả chặng vừa kết thúc. 8 giờ tối là thời điểm diễn ra lễ khai mạc của AXCR 2022. Và đây là màn chào mừng của các đội tuyển. Nhìn đội tuyển quê nhà tung bay lá cờ Việt Nam ở trên đất nước bạn Thái Lan thì thật sự là rất là tự hào anh em ạ. Mong rằng là các trận tiếp theo thì đội tuyển AK Racing sẽ thi đấu tốt và đạt được vị trí cao. Ngày 2, leg 1, 7:30 đội đua họp bàn roadbook cho trận thứ 2. Tổng quãng đường là 430 km, trong đó có 230 km là quãng đường từ lều service tới điểm xuất phát và điểm kết thúc đi về lều service. Quãng đường thi đấu là 201 km. Buổi sáng các đội sẽ chạy khoảng 107 km rồi dừng lại tại pit stop khoảng 20 phút để dừng nghỉ kết hợp với kiểm tra xe, đổ nhiên liệu rồi sau đó tiếp tục chạy quãng đường còn lại. Sau khi đi đến điểm xuất phát thì các đội sẽ xếp xe theo thứ tự xếp hạng của chặng đua hôm qua. Đội AK sẽ xuất phát ở vị trí thứ 16, các đội sẽ xuất phát cách nhau 2 phút. Thời tiết hôm nay nắng nên điều kiện mặt đường tương đối khắc nghiệt, rất khô và bụi, có nhiều đoạn đá sỏi khiến các tay đua không dự đoán trước được địa hình. Đường đua sẽ kết hợp chạy trên đường off-road, mặt đường gồ ghề dao động lên xuống liên tục, kết hợp với nhiều góc cua ra đường nhựa để thi nhau về mặt tốc độ. Ban tổ chức cố tình bố trí nhiều điểm rẽ trong map để các đội phải thay đổi tốc độ liên tục và lái phụ phải đọc map chuẩn xác để tránh lạc đường. Ở chặng này chúng ta có thể thấy được một chiếc xe đua phải hoạt động ở mức độ cao nhất từ động cơ, hộp số, hệ thống treo, hệ thống phanh, vân vân. AK Racing xuất phát khá thuận lợi, cả chặng đường không gặp nhiều vấn đề gì quá nặng. Tuy nhiên ở chặng này chúng ta có thể thấy được một chiếc xe đua phải hoạt động ở mức độ cao nhất. Cung đường đua thì rất là khắc nghiệt, có nhiều đoạn tốc độ có thể đẩy lên khoảng 140 km/h và có những đoạn là xấu cực kỳ xấu là phải chạy khoảng 10-20 km/h thôi. Đường đá, đường chạy xuống cái rãnh cát. Trong cái rẫy như là trồng mì đó thì nói chung là nó rất khắc nghiệt từ đường sình cho tới đường tốc độ cao. Cái ưu điểm lớn nhất á, là của chiếc xi tông này á, là có hộp số là Super Select 2 á, thì nó có khóa bi xe trung tâm thì nó giúp mình đi vô vào cua nó ổn định hơn. Và cái thứ hai nữa là cái về động cơ á, thì động cơ là do làm bằng thân hợp kim nhôm, động cơ 4N15 thì nó là turbo của nó cũng khác hẳn, là nó giải nhiệt tốt. Ở một cái cuộc đua kéo dài hàng trăm km này nè, thì cái động cơ mà nó ổn định thì nó giúp mình sẽ đạt thành tích cao hơn và giúp mình đỡ chịu những cái áp lực về động cơ.
Sau nửa chặng buổi sáng, chiếc Triton đã về pit stop để kiểm tra lọc gió, nước rửa kính và đổ dầu. Các tay đua tranh thủ nghỉ ngơi và ăn trưa, sau đó chạy tới điểm xuất phát để tiếp tục nửa chặng còn lại. Đây là phấn khích, lần đầu tiên mình ngồi làm co-driver. Cứ nghĩ là kiểu là trước mình cũng đọc qua cái roadbook rồi thì cũng nghĩ là sẽ đơn giản thôi, nhưng mà khi mà vào thực tế rồi mình phải vừa đọc roadbook mình vừa xem trip meter các thứ, nó nói chung là rất là khác. Thực ra thì trong cái chặng chiều ngày hôm nay thì mình đã đi nhầm mất 2,5 km và phải quay đầu lại. 2,5 km là thành ra 5 km. Sau khi mình quay lại thì mình có phải set lại trip meter để cho nó phù hợp với cả cái roadbook của mình, thì cũng mất thêm một khoảng thời gian nữa. Thì đấy là cái thực ra là một cái kinh nghiệm cho mình. Thực tế mình có thử cái trip meter ở trên đường, thì khi mà xe nó quay bình thường, cái bánh xe quay bình thường thì nó sẽ cho cái kết quả rất là chính xác, nhưng mà khi mà vào đường đua rồi bánh xe nhiều khi nó bị xoáy, bị trượt thì nó đưa về cái kết quả khác, thì mình sẽ phải điều chỉnh ở trên cái trip meter cũng như là phải căn chỉnh so với cái quyển roadbook để đưa ra được cái hướng dẫn chính xác nhất. Nhiều đội đua cũng gặp bất lợi hỏng hóc trên đường, ví dụ như chiếc D-Max của đội Isuzu Supan bị vỡ ống thở và một phần đầu xe, hoặc là đội đua Reliad đã bị nổ lốp, hỏng cuộc sau và phải đi bằng vành. Xe của Idol Hải Ca cũng bị vỡ càng A. Với một chiếc xe vận hành bền bỉ như Mitsubishi Triton, Aka Racing đã hoàn thành phần thi mà không có những hỏng hóc quá nặng về xe. Kết thúc chặng 2, Aka Racing đứng vị trí thứ 12 trên 31 với tổng thời gian là 3 giờ 24 phút 42 giây. Sau khi kết thúc chặng, tất cả các đội đều phải đi rửa xe sạch sẽ và quay trở lại lều service. Một số xe của các đội gặp trục trặc phải nhờ xe cứu hộ trở về. Đến buổi tối chính là cuộc đua thời gian khi tất cả các đội phải bảo dưỡng, sửa chữa xe ngay trong đêm để sáng ngày hôm sau chiếc xe đó phải trong trạng thái hoàn hảo nhất để tiếp tục chặng đua. Với việc xe chạy ở cường độ cao nên việc bảo dưỡng là điều bắt buộc. Có nhiều đội giàu thì sẵn sàng có hẳn một chiếc xe khác để tháo đồ mang sang lắp luôn thay vì sửa chữa. Thì sau mỗi lần chạy thì mình đây, như các bạn thấy đây, là nó cái ảnh hưởng đầu tiên là bị va quệt và hỏng phần ba lơ sốc, cộng với một cái két làm mát intercooler. Đây, như các bạn thấy nó đã hoàn toàn bị cong biến dạng và nó bị bật hết các cái nắp này. Đây, cái này là do trong quá trình chạy nó bị rơi hố sâu, và cái này đã được hoàn toàn đặt mới tại nước sở tại, và trong ngay trong đêm chúng ta sẽ phải hoàn thành và kiểm tra toàn bộ phần gầm, những cái gì cần phải thay thế như má phanh, rồi tất cả các loại dầu, rồi dây cua các thứ, để làm sao để ngay trong sáng ngày mai để chiếc xe được vận hành tốt nhất. Và tất cả những cái như toàn bộ hệ thống giảm sóc là phải được bảo dưỡng lại, ốp cao su là đều phải được thay thế. Tại vì khi một cái hoạt động với một cái cường độ cao như vậy thì nó sẽ dẫn đến hao mòn rất là nhanh. Dầu nhất cũng vậy. Tại vì lúc mình chạy nhanh thì nó sẽ dẫn đến bị tăng nhiệt. Nên là sau mỗi một chặng là mình về mình sẽ phải xử lý ngay, thay hết. Ngày 3, leg 2, 7 giờ 30 sáng, tất cả các đội tập trung tại lều service, họp bàn roadbook và di chuyển tới điểm xuất phát cho chặng 3. Sáng nay dạo một vòng có thể thấy tất cả các xe đua đều ở trong trạng thái mới, hoàn hảo y như ngày đầu tiên. Chặng 3 có tổng quãng đường là 332 km, trong đó có 175 km đường di chuyển và 156 km đường đua. Hôm nay thời tiết nhiều mây, có mưa nhẹ, có thể ảnh hưởng tới mặt đường đua. Trên đường sẽ có vài đoạn chạy lại cung đường của ngày hôm qua, sẽ băng qua rừng cao su, có đoạn chạy qua mương, có vài đoạn đường cát, đường bùn. Chín giờ sáng tất cả các đội xuất phát. Hôm nay Aka Racing xuất phát ở vị trí thứ 12. Do đã rút kinh nghiệm từ chặng trước nên hôm nay lái tốt hơn. Lái phụ vẫn bị gặp sai số trên trip meter do gặp nhiều đoạn đường xấu nên việc đọc map có chút khó khăn. Xe của mình chắc đạt khoảng 90-95% cái nhu cầu sử dụng của mình rồi. Nhưng do cái đường đua nó khắc nghiệt, nó dài quá, mình đẩy tốc độ lên cao và sử dụng tua máy cao quá thì đôi khi nhiệt dầu số tự động hoặc là nhiệt của máy nước giải nhiệt nó tăng lên,
thì mình phải giảm ga lại để cho nó về cái vị trí tốt nhất và đạt hiệu suất cao nhất. Kết thúc chặng buổi sáng và về tới pit stop sẽ không gặp trục trặc gì và chỉ đổ thêm dầu, hai tay đua nghỉ ngơi và ăn trưa nhanh rồi sau đó tiếp tục nửa chặng cuối. Tỷ lệ của nó tương đối tốt do cái trục cơ sở nó ngắn á, cái phần chiều dài của thân xe nó dồn về phía sau và phía đầu nó động cơ nó lại nhẹ nữa, và mình đem cái bình ắc quy những cái thứ không cần thiết cho cái phần trước á, mình đem dời ra phía sau nữa thì nó sẽ phân bổ là phía sau nó sẽ nặng hơn phía trước, giúp mình đi vào cua hay là mình chạy ở tốc độ cao nó sẽ ổn định hơn, làm cho hệ thống giảm sốc của mình nó đỡ bị thiệt hại. Nhờ đó mà AK Racing có thể dẫn trước, đôi khi là áp sát ngay sau các đối thủ khác với thời gian cách biệt không quá lớn so với top đầu. Chặng sáng nay thì vẫn có một chút trục trặc liên quan đến Trade Matter. Thì đến chiều nay thì đã mọi việc đã suôn sẻ hơn. Tất cả các thứ liên quan đến đường xá. Thêm vào nữa là cái chặng chiều ngày hôm nay cũng là chính là chặng chiều ngày hôm qua, nên là cả hai đã quen đường và cũng có cái kết quả tốt nhất. Kết thúc chặng thứ 3, AK Racing giành vị trí thứ 15 trên 31 với thời gian là 2 tiếng 7 phút 35 giây. Do chặng đua ngắn nên kết thúc sớm hơn dự kiến, sau đó các đội di chuyển về lều service. Chặng này chiếc Triton không gặp sự cố gì nên xe về thì đội kỹ thuật chỉ phải bảo dưỡng lại các chi tiết mà thôi. Kết quả toàn giải sau 6 ngày thi, AK Racing đã giành thứ hạng 15 trên tổng số 31 đội đua. Và đội vô địch của giải đấu lần này cũng sử dụng một chiếc Triton, đó là Mitsubishi Rally Art. Qua đây thì chúng ta có thể thấy được là Mitsubishi Triton của AK Racing đã vận hành ra sao tại một giải đua rally đường trường tốc độ cao khắc nghiệt nhất châu Á. Một chiếc xe có thể vận hành bền bỉ liên tục hàng nghìn km ở đường đua xuyên quốc gia với nhiều kiểu địa hình khác nhau. Thực ra đối với đội đua AK Racing thì bản thân tất cả mọi người ở trong đội đều đang là những người sử dụng Mitsubishi Triton rồi. Thì từ cái việc mà mình đang rất là quen với cái xe, thêm vào đó là cái khả năng vận hành của Triton ở trên đường cũng như là trong các cái điều kiện khắc nghiệt nó rất là tốt. Điển hình như là việc trang bị hộp số Super Select ở trên Triton thì giúp cho xe có khả năng vận hành rất là tốt ở trong những cái đường mà khắc nghiệt, đường mà phải cua liên tục, rồi đường mà phải lên xuống các thứ, thì đấy là một cái rất là hay ở trên Triton. Thêm vào đó thì hộp số Super Select ở trên Triton thì có cho xe có khả năng là cài cầu từ một cầu sang hai cầu ở tốc độ cao, và thêm vào đó là hệ thống visa trung tâm. Hệ thống visa trung tâm của Triton thì giúp cho xe có thể là phân bổ cái lực giữa cầu trước và cầu sau tối ưu nhất để cho mình có cái khả năng vào cua nhanh nhất. Đây cũng là một trong những yếu tố thuyết phục AK Racing tiếp tục sử dụng Mitsubishi Triton để tham gia giải đấu lần này. Và ngoài một chiếc xe tốt thì đó còn là sự kết hợp nhuần nhuyễn của từng thành viên trong team, từ tay đua, đội hậu cần, đội kỹ thuật và các chiến thuật đề ra. Tất cả đều dành mục tiêu cao nhất của đua rally chính là về đích và về đích an toàn. Asia Cross Country 2022 sử dụng rất nhiều đội lớn mạnh, có nhiều năm kinh nghiệm, được trang bị độ đẽo chuyên nghiệp. Qua giải lần này thì AK Racing đã rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm để qua đó hoàn thiện và thi đấu tốt hơn cho những giải đấu tiếp theo. Và mới chỉ lần thứ 2 tham gia giải đấu này thôi, nhưng AK Racing cùng với Mitsubishi Triton đã về đích ở vị trí thứ 15 trên 31. Ở đây có thể coi là một thành tích đáng ghi nhận của một đội đua còn non trẻ khi bước ra đấu trường quốc tế. Cùng chờ đợi những giải đấu tiếp theo của AK Racing cùng với Mitsubishi Triton. Cảm ơn anh em đã cùng mê xe theo dõi hành trình của AXR 2022. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.